Nếu quý vị là thành viên mới của Arlington ISD, mình sẽ chỉ dẫn quý vị cách đăng ký Parent Self-Serve là phụ huynh tự phục vụ như thế nào. Hệ thống này cung cấp quyền truy cập vào để kiểm tra sự hiện diện và điểm số của con quý vị. Nếu quý vị có nhiều hơn một học sinh đăng ký học ở AISD, chỉ đăng ký một lần để truy cập vào tất cả các con quý vị. Đăng ký dưới tên họ mà quý vị có trong hồ sơ của khu học. Quý vị cũng phải sử dụng tên hợp pháp của học sinh để đăng ký. Quý vị sẽ cần số ID của học sinh để đăng ký. Số ID là số của học sinh bấm khi dùng để lấy đồ ăn hay có thể tìm trên thẻ báo cáo tiến bộ, bảng điểm hoặc thẻ học sinh. Quý vị phải xài Google Chrome hiện tại để đăng ký cho Parent Self-Serve. Mình lên website aisd.net vô Self-Serve Portals, bên Parent Self-Serve, đi xuống, bấm Login or Register. Trong trang này, bấm Register để đăng ký. Trong trang này, quý vị sẽ điền tên của phụ huynh, họ của phụ huynh, email của phụ huynh, ngày sinh của học sinh, tên của học sinh, số ID của học sinh, họ của học sinh, số an sinh xã hội của học sinh, zip code của nhà, đặt một cái ID người dùng, đặt số mật mã 2 lần, đặt câu hỏi cho mật mã và câu trả lời mật mã. Thí dụ, cô giáo lớp 2 của bạn tên gì? Con chó đầu tiên của bạn tên gì? Sau khi điền xong thì bấm nút Submit. Nếu quý vị có vấn đề gì, xin email pss@aisd.net kèm theo tên, số điện thoại hoặc email của quý vị, tên và trường học của học sinh và thông báo lỗi. Mình mong rằng cách hướng dẫn của mình sẽ giúp quý vị đăng ký cho Parent Self-Serve dễ dàng.